Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại TOTA Bắc Ninh để thông báo và giới thiệu cho anh chị một số cái chính sách bán hàng mới của bên em vào tháng 10 năm 2021. Thì trước mặt mình đây là mẫu xe TOTA Fortuner. Cụ thể ở trước mặt màn hình đây là bản số sàn có giá niêm yết là 995 triệu. Còn Fortuner được phân phối ở thị trường Việt Nam với 7 phiên bản. Trong đó thì có hai phiên bản là nhập khẩu xăng 2.7, một cầu là 1 tỷ 130 triệu, còn hai cầu là 1 tỷ 230 triệu. Còn có 5 phiên bản là máy dầu, máy hoàn toàn máy dầu thì sẽ là lắp ráp trong nước. Nó có 5 phiên bản là bản số sàn là ngay trước mặt quý anh chị đây. Ngoài ra thì có hai phiên bản một cầu dầu máy 2.4 là bản thường sẽ có giá là 1 tỷ 080 triệu, và bản thể thao Legender mới ra mắt năm 2021 thì có giá niêm yết là 1 tỷ 195. Còn Fortuner máy dầu hai cầu thì sẽ có dung tích động cơ là 2.8, bản thường thì sẽ là 1 tỷ 388, còn bản thể thao Legender sẽ là 1 tỷ 426 triệu. Thì hiện tại là trong tháng 10 này thì bên em đang triển khai chương trình bán hàng đặc biệt với cả dòng xe Fortuner. Cụ thể thì ở phiên bản số sàn đây thì sẽ được giá là 995 triệu, sẽ được giảm 50 triệu tiền mặt và một gói phụ kiện có thể quy đổi sang tiền mặt. Còn bản một cầu dầu 2.4 thường thì sẽ được giảm là 55 triệu và tặng thì kèm theo gói phụ kiện chính hãng TOTA. Còn bản hai cầu, bản một cầu dầu bản Legender thì được giảm 52 triệu, tặng bảo hiểm chính hãng của TOTA. Còn bản hai cầu dầu thường thì sẽ được giảm 58 triệu. Còn bản hai cầu thể thao sẽ được giảm 52 triệu tiền mặt và tặng thêm bảo hiểm thân vỏ 1 năm của TOTA. Thì đặc biệt đối với tháng 10 này thì bên em sẽ có chương trình đặc biệt với các cái dòng Legender. Cụ thể là bản 2.4 Legender và 2.8 Legender sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng TOTA. Nên là các anh chị nào có dự định là sẽ lấy TOTA trong năm nay thì có thể lấy trong tháng 10 này sẽ được nhiều ưu đãi hơn. Đây, em sẽ vào điểm qua nội thất và ngoại thất của chiếc Fortuner số sàn này. Điểm qua nội thất thì vô lăng từ đời 2021 ở tất cả các phiên bản Fortuner thì đều được trợ lực dầu biến thiên theo tốc độ. Có nghĩa là khi mình đi ở các giải tốc độ thấp thì biến thiên nó sẽ can thiệp nhiều vào đệ chữ lái mình cho nó nhẹ. Còn nếu mà khi đi ra đường trường và cần cái độ siết hơn của tay lái thì nó sẽ biến thiên để siết tay lái lại. Còn bản riêng về cái bản một cầu số sàn này thì ghế sẽ là ghế nỉ và chìa khóa vẫn là chìa khóa cơ, ghế thì vẫn chỉnh cơ. Để nói về so sánh giữa các SUV 7 chỗ ở trên thị trường thì hàng ghế thứ 3 của Fortuner là sẽ có cái công năng sử dụng lớn nhất và ngồi 7 người thoải mái. Còn các cái SUV 7 chỗ khác thì có hàng ghế thứ 3 thì không thể rộng rãi bằng so với Fortuner. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Fortuner một cầu dầu thì chỉ có rơi khoảng độ 7 lít dầu trên 100 cây. Vừa rồi thì em sẽ đã giới thiệu cho anh chị sơ bộ về chính sách bán hàng và giới thiệu qua về xe Fortuner một cầu. Nếu mà còn thắc mắc gì về xe thì anh chị liên hệ giúp em qua hotline để trên màn hình nhé. Cảm ơn quý anh chị và các bạn.